Sức nóng của hương vị tình thân là điều không thể phủ nhận. Sang đến phần 2, bộ phim vẫn là cơn sốt màn ảnh nhỏ đối với khán giả mọi lứa tuổi. Nam chính Mạnh Trường trong vai Long Giáo giết được mọi người theo dõi và săn đón. Đời tư của anh chàng cũng từ đó hết mực được quan tâm. Trên phim là anh chàng độc thân khiến bao cô si mê là thế. Nhưng ngoài đời Mạnh Trường đã là ông bố hai con với cuộc hôn nhân hơn thập kỷ cùng vợ đẹp. Bà xã Phương Phạm của nam diễn viên cũng là người vô cùng năng động trên mạng xã hội cùng chồng. Cô nàng thường xuyên quay những clip vui nhộn với gia đình. Mạnh Trường là nam diễn viên chính của nhiều tác phẩm nổi tiếng là thế nhưng vẫn sẵn sàng đóng vai phụ để làm nền cho vợ và các con của mình. Mới đây sau nhiều lần bị bà xã cho ăn hành, anh chàng đã có dịp quật cường trong vi mới nhất. Cụ thể, trong lúc Phương Phạm đang mải mê diễn cảnh làm nhạc công trái cây trên nền nhạc Tây Du Ký, Mạnh Trường đi ngang đã xô vợ một phát để làm hỏng clip, tạo nên tình huống giờ khóc giờ cười. Đáng chú ý trong vi này còn phải kể đến vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của Phương Phạm, nhiều khán giả để lại bình luận suýt xoa thân hình như thiếu nữ của cô nàng. Trường đang sở hữu cho mình sự nghiệp ngày một phát triển và gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ, cùng chúc cho nam diễn viên sẽ mãi giữ vững được phong độ như thế. Và hiện tại, điều khán giả quan tâm nhất chính là tiếp tục theo dõi hương vị tình thân để xem kết cục của các nhân vật trong phim sẽ như thế nào. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.